Thủ hiến bang New South Wales Gladys Berejiklian cho biết hạn chế sẽ cần duy trì cho đến ít nhất là ngày 30 tháng 7 sau khi ghi nhận thêm 93 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 24 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Trước đó, bà Gladys cũng nhiều lần nhấn mạnh rằng việc phong tỏa được thực hiện từ ngày 26 tháng 6 này sẽ chỉ được dỡ bỏ khi số ca mắc mới trong cộng đồng gần bằng 0. Thành phố lớn nhất của Australia với 5 triệu dân này đang chật vật kiểm soát sự lây lan mạnh của biến thể Delta. Nhiều cơ sở kinh doanh không thiết yếu đã đóng cửa, học sinh phải ở nhà và người dân chỉ được ra ngoài khi cần thiết hoặc tập thể dục.